nước chấm này. Có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao trên những cái trang thương mại điện tử á, nó bán những cái đồ mà giống như là sao chép của những cái hãng lớn mà giá của nó lại rất là rẻ? Ví dụ như là đồ chính hãng người ta bán từ 3 triệu cho tới 5 triệu thì nó bán có 300 tới 400 ngàn. Thì nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng đó. Nhưng mà xui xui thì nó cũng rớt điện thoại. Rồi nó gãy bát đồ tùm lum hết. Rồi cái độ chống rung của nó thì cũng hên xui nữa. Thì nó vẫn chống rung được nha. Đây. Nhưng mà các bạn thấy cái độ lắc của nó nhiều không? Đó. Khi mà chúng ta chạy xe đó thì trên đường thì nó dằn nó tưng mình chứ nó đâu có im được đâu. Thì nè các bạn nhìn thấy cái độ lắc của nó nè. Đây tháo mình cái điện thoại đây. Nó làm nó thiết kế cơ cấu thì giống y như là đồ chính hãng các bạn. Nhưng mà chúng ta nhìn ở cảm quan bên ngoài thì sẽ thấy nó rất là lô và những cái chi tiết này nè. Sau cái khoảng thời gian mà sử dụng thì nó sẽ bị mòn, nó sẽ lỏng ở trên cái cốt trên này. Và cái đầu tiên mà chúng ta thể thấy là cái độ lắc của nó nè, quá trời quá đất luôn. Đó. Thì cái phần này là cái phần chống rung mà nó lắc như vậy nè. Thì ở trên tay của mình đó đang có một cái 4 triệu rưỡi 5 triệu, cái này lúc mà mình săn sale của Watchlock mình mua được ha. Chứ còn mua ở Việt Nam nó rất là mắc. Thì đây là cái phiên bản đặc biệt. Nè em cầm dưới này đi anh lắc thử cho khán giả xem thử. Nè. Các bạn thấy không? Nó cứng cáp không? Ví dụ như mà có điện thoại lên đó, nó cũng không có bị lắc cái kiểu giống vậy nữa. Mà nó chống rung ở một cái mức độ đã kiểm định ở trong thử nghiệm rồi. Còn cái này á là nè. Đó, nó rơ nó lắc giả man không? Này nè, nó cứng nha, nó cứng. Không phải là nó cứng nhắc nhưng mà nó cứng vừa. Đó. Còn này nè, đó các bạn thấy ghê chưa? Rồi bây giờ mình quay chi tiết cho các bạn xem. Từng cục cao su rồi nó có cái thương hiệu Watchlock đồ đàng hoàng của người ta nè, các bạn thấy không? Làm cứng cáp chắc chắn nhựa đồ xịn sò. Cái này mình đi cũng lâu rồi đó mà nhìn nó mới tin nè, thấy không? Còn đây là cái đập bộ mà của anh hợ của mình, anh mua anh xài đỡ. Thì nó đáp ứng được cái nhu cầu của đa số mọi người, tại vì nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi. Trong khi mình mua một cái bát điện thoại mà tới 4 5 triệu bạc lận thì nó quá cao đi. Tất nhiên là tụi tư bản nó sẽ không có nghĩ vậy, nó sẽ làm như thế nào mà để cho tốt nhất. Và nó nghiên cứu cái chất xám của nó. Cái này ví dụ như cái chất liệu nó bỏ ra có 1 đồng bạc để nó sản xuất thôi. Nhưng mà cái nó mắc là nó mắc ở cái chất xám của nó tìm tòi ra, nó nghiên cứu, nó thí nghiệm trên xe, nó test, nó mới ra cái sản phẩm như vậy, nó mới bán cho toàn thế giới. Còn cái anh Trung Quốc này á, tại sao nó rẻ? Thứ nhất là về cái chất liệu, vật liệu của nó làm nó kém. Thứ hai là ảnh chỉ cần ngồi im tại chỗ, ảnh mua một cái về, ảnh làm mẫu, ảnh làm ra đại trà, ảnh bán. Và ảnh bán 300-400 ngàn là nó còn hơi mắc đó các bạn. Chứ nếu như mà cái này á đúng giá trị của nó thì chắc cỡ chừng khoảng 70-80 ngàn là ok rồi. Còn 300-400 ngàn thì nó còn hơi cao á. Thì cái phần trên này nó lắc là bình thường đúng không? Cái phần ở dưới này nè, đó. Các bạn thấy nó lỏng lẻo không? Thì tất nhiên nó sẽ không có gãy liền ở ngay đâu đây đâu, mà nó sẽ gãy ở trên này. Hoặc là ví dụ như mình để điện thoại ở đây nè. Đâu rồi? Đây, cái miếng dán điện thoại nè. Đó, nó bung cái này ra, cái điện thoại rớt xuống là các bạn sẽ có cơ hội mua cái điện thoại mới. Thì tất nhiên là những cái dòng xe phân khối nhỏ mình chạy tốc độ không nhanh á thì mình gắn được. Còn ví dụ như những cái xe mà lớn hơn mình chạy tốc độ cao á, đường tưng dằn thì nó rất là dễ bị lỏng mấy cái nhàm này, rồi nó sẽ bung, nó sẽ rớt cái điện thoại ha. Thì đúng rõ ràng là tiền nào của đó nha các bạn. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem rõ ràng là đồ real với lại là đồ pha ke thì nó như thế nào, cho các bạn khỏi mất công thắc mắc ha. Đâu đưa anh mượn cái bát đây. Đây là các bạn nhìn thấy không? Thấy rõ ràng cái sự khác biệt chưa? Ở đây nè, nó có một cái điểm cao su nè, theo cái vành này nè. Đó các bạn nhìn, ngay chữ Watchlock này nó sẽ có một cái vòng cao su. Còn ở trên đây là nhựa cứng nè, các bạn thấy không? Đó. Chất liệu nè. Cũng giống như khi mà mình đi làm dịch vụ vậy đó. Mình nói đơn giản thôi là cái giá xe đi, giá xe hoặc là vô vỏ mới đi. Một cái chỗ á,
họ nại ra, họ lấy súng họ bắn mấy con ốc cốt rồi ra, họ lấy cái bánh ra đúng không, họ nại nó trầy cái mâm 50 ngàn. Chỉ một cái chỗ á là tiền công tháo bánh đồ ra, không chạy mâm không gì hết, siết lực gắn vô ngon lành đàng hoàng, đo áp sức lớp tiêu chuẩn, tiền công 100 ngàn. Thì nó sẽ có cái giá trị riêng của nó ha các bạn, tức là tiền nào của đó rất là rõ ràng. Cũng giống như là cái quách lóc nè, 4-5 triệu bạc với lại 300-400 ngàn, nó sẽ có cái giá trị riêng của nó.